Kính thưa quý vị, trong chương trình gặp mặt ngày hôm nay thì có rất nhiều đoàn viên thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ của tỉnh Thái Nguyên. Vâng, và từ đầu đến giờ thì được nghe những câu chuyện của những nhân chứng lịch sử thì cảm xúc của bạn như thế nào? Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí đại biểu, được tham dự chương trình và lắng nghe trực tiếp những câu chuyện của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa, bản thân em cũng như các bạn trẻ ngồi đây cảm thấy thật xúc động và vô cùng may mắn thế hệ trẻ chúng em được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất. Tuy rằng không được chứng kiến những thời khắc hào hùng, oanh liệt của dân tộc, nhưng qua câu chuyện của các chiến sĩ Điện Biên, những nhân chứng lịch sử thì chúng em cảm nhận rõ hơn sự hy sinh, mất mát của quân và dân ta, và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có ý nghĩa to lớn và mãi là niềm tự hào và biểu tượng sáng ngời cho ý chí quyết tâm và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Vâng, được hưởng cuộc sống hòa bình, phát triển cũng như là trở thành chủ nhân của tương lai đất nước thì bạn có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của thế hệ ngày hôm nay? Là những chủ nhân tương lai của đất nước và là thế hệ lực lượng kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc, thế hệ trẻ hôm nay cần phải trân trọng và giữ gìn những giá trị lịch sử, biết ơn công lao sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng những việc làm và những hành động cụ thể. Vâng, và hy vọng rằng là thế hệ trẻ của chúng ta hôm nay sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng nỗ lực cống hiến để có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của quê hương, đất nước.